Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mark Home. Tôi là Nhật An. Ngày hôm nay nhân dịp năm mới, Nhật An xin kính chúc quý vị đó chính là xuân này hơn hẳn những xuân qua, tài lộc đưa nhau đến từng nhà. Cầu chúc muôn người được hạnh phúc, vạn sự an khang, vạn sự lành. Kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ. Và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà của chú Huệ ở Hà Tĩnh. Và trước khi chúng ta ghé thăm nhà của chú Huệ thì cũng như thường lệ, Nhật An sẽ giới thiệu qua về kênh YouTube của Mark Home cũng như nhà đẹp Mark Home đến với tất cả quý vị. Và như quý vị có thể thấy là sau một chặng đường rất dài thì kênh YouTube của Mark Home hiện tại đã có hơn 80.000 lượt đăng ký. Còn kênh Nhà Đẹp Mark Home là hơn 1 triệu được đăng ký ha. Và đăng tải liên tục những mẫu nhà mới và rất được quý vị quan tâm trong thời gian vừa qua. Từ những mẫu nhà tân cổ điển đến những mẫu nhà hiện đại. Rồi từ những cái ngôi lâu đài rất là nguy nga tráng lệ đến những nhà vườn một tầng. Thì quý vị đều dành sự quan tâm và ưu ái với kênh YouTube của Mark Home. Thì một lần nữa Nhật An thay mặt cho tất cả những người đã làm video của Mark Home thì xin cảm ơn quý vị, một lời cảm ơn chân thành nhất. Và sau khi mà chúng ta quan sát rất là nhiều mẫu nhà kênh YouTube của Mark Home thì An tin chắc rằng nhiều quý vị chúng ta cũng sẽ rất quan tâm, đó chính là liên quan đến nội thất. Thì quý vị có thể ghé vào kênh YouTube Smart Home Nội thất trọn gói. Thì đây chính là một kênh mà chúng tôi sẽ hoạt động song song với Mark Home quý vị ha, để mà chúng tôi cập nhật liên tục những mẫu nội thất mới cũng như những kiến thức xoay quanh những vấn đề trang trí nội thất trong gia đình mà quý vị cần nắm được. Ví dụ liên quan đến sofa, liên quan đến giường ngủ, liên quan đến tủ lạnh vân vân. Ngoài ra thì kênh YouTube của Smart Home thì chúng tôi cũng đang tải thêm những công trình thi công thực tế mà chúng tôi đã thi công nội thất trên khắp các tỉnh thành đất nước Việt Nam. Quý vị có thể tham khảo qua nhé. Và nói một chút xíu về chương trình khuyến mãi thì hiện tại chúng tôi vẫn đang chạy những chương trình mà thời gian qua quý vị rất quan tâm. Đó là chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký kết hợp đồng thi công trước 3 tháng hay nhận ngay một xe SH cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng khi ký kết hợp đồng thi công với Mark Home. Với rất nhiều phần quà đang chờ đón như vậy thì quý vị nào mà chúng ta đã tích lũy được một khoản tiền rồi, chúng ta đã chọn được một kiểu nhà chúng ta yêu thích rồi và cũng đã bàn bạc xong với gia đình của mình thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Mark Home để có thể sở hữu ngay những phần quà hấp dẫn này nhé. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ về thăm căn nhà của chú Huệ ở Hà Tĩnh. Và với cái nhìn đầu tiên thì đây sẽ là một căn nhà mà An nghĩ là sẽ được nhiều quý vị yêu thích cái sự giản dị, sẽ rất là yêu thích. Đó chính là đây là một mẫu nhà vườn mái Thái với một cái phong cách rất đặc trưng của Mark Home quý vị ha. Và điều đặc biệt của nhà chú Huệ đó là thay vì đây chỉ căn nhà một tầng như là thông thường thì nhà chú Huệ ở đây chúng tôi sẽ có thêm một cái tầng lửng để mà gia đình có thể sinh hoạt. Cho nên quý vị để ý một chút xíu, ta sẽ thấy là cái phần sâu của ngôi nhà đó thì sẽ được làm cao hơn ở phía trước một chút xíu. Thì An nghĩ đây cũng là một cái điều rất là hay. Tức là nhiều gia chủ á, với cái gọi là số lượng thành viên trong gia đình á, cũng như là diện tích khu đất thì họ không nhất thiết họ phải cần là họ xây 2 tầng ha, mà họ chỉ cần là một tầng ở phía bên dưới và một tầng lửng ở trên là đã đủ nhu cầu sử dụng rồi. Thì cái điều này sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng gia chủ khác nhau cũng như là số lượng thành viên của gia đình khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn cho phù hợp. Thì Nhật An thấy là kiến trúc sư của Mark Home cũng sẽ tư vấn rất là kỹ cho quý vị để chúng ta lựa chọn. Đương nhiên khi mà chúng ta xây một tầng bên dưới và một tầng lửng thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta xây 2 tầng đúng không nào. Cho nên là sẽ tùy theo lựa chọn từng gia chủ mà chúng ta cũng như là khả năng tài chính mà chúng ta sẽ quyết định nhé. Với căn nhà của chú Huệ ở đây thì An khá ấn tượng đó chính là phần mái Thái lợp mái ngói Fuji có màu xanh ghi. Màu xanh ghi thì gần đây An phải nói thật là nếu quý vị lướt một vòng kênh YouTube của Mark Home thì sẽ thấy là cái màu này mà được ốp cho ngói đó quý vị là gần như là
nó chiếm sống khoảng 70-80%. Bởi vì gần đây thì gia chủ người ta có sự chuyển dịch. Nếu lúc trước người ta sẽ thích những cái nhà ngói đỏ để cho nó thật là nổi bật, thì bây giờ rất nhiều gia chủ họ lại thích cái màu xanh ghi này. Bởi vì nó sẽ, thứ nhất là nó tẹp với cái màu trời này, cho nên là khi ánh nắng chiếu vào chúng ta cũng không có thấy bị quá chói chang. Thứ hai là màu xanh ghi, nó cảm giác thì ngôi nhà của chúng ta nó sẽ tôn hơn cái màu sơn ở bên dưới. Bởi vì đa phần màu sơn nó sẽ là màu sáng, còn màu xanh ghi nó hơi tối lại, thì nó lại hài hòa hơn về căn nhà của mình. Và cái gam màu xanh ghi hiện tại thì em nói thật là cũng rất là được chuộng, nó không có bị lỗi thời qua thời gian quý vị ha. Và phần mái thái thì như em đã chia sẻ rồi, mái thái sẽ là cái loại mái cao nhất trong tất cả các loại mái mà em đã từng giới thiệu được quý vị. Trong đó có thể kể đến là mái Nhật, mái bằng, mái Mansard hay là thậm chí là mái lệch. Thì mái thái nó vẫn là cao nhất ha, nếu mà so về chiều cao. Bởi vì mái thái nó xuất phát từ đất nước Thái Lan, thì nó cũng là một cái đất nước có khí hậu khá là tương đồng với Việt Nam của chúng ta. Cũng là nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa hàng năm nhiều, nắng nóng. Do đó thì người Thái Lan người ta cũng phải nghĩ được cái loại mái nào đó để họ chống nóng tốt, chống dựng nước mưa tốt. Thì đó chính là loại mái thái này. Và khi du nhập về Việt Nam của chúng ta thì mái thái cũng có sự điều chỉnh nhẹ để mà nó phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam. Giống như cái đỉnh chớp ở bên Thái á, thì nó sẽ nhọn hơn rất là nhiều so với cái loại mái thái ở Việt Nam của chúng ta. Nếu quý vị chúng ta có dịp chúng ta đi Thái Lan, chúng ta ghé thăm những căn nhà truyền thống hay là chúng ta ghé những cái đền chùa, ta sẽ thấy cái kiến trúc mái thái cổ nó sẽ như thế nào ha. Và mái thái về phong thủy cũng rất là tốt luôn quý vị. Tức là nó sẽ tránh được hiện tượng tích tụ hung khí cho ngôi nhà. Tức là cái khí khi vào ngôi nhà chúng ta nó sẽ không bị ứ động lại, mà nó sẽ luân chuyển được tốt hơn. Và nhờ vào đó thì tài lộc nó sẽ giữ được cho gia đình của mình. Thì em thấy là mái thái là cái combo em luôn gọi vui là combo 3 trong 1 quý vị. Thẩm mỹ, công năng, phong thủy nó đều đảm bảo hết. Cho nên là mái thái rất là được ưa chuộng. Và thật sự thì đặc biệt nếu quý vị chúng ta xây dựng nhà vườn như là nhà của chú Huệ ở đây, thì mái thái nó là một cái lựa chọn anh nghĩ cũng rất là hay. Bởi vì nó sẽ giúp nâng cao thêm cái chiều cao của ngôi nhà. Bởi vì nhà vườn, ưu điểm của nó là nó có bề rộng ha, nó có bề ngang, nó cũng rất là thoải mái chúng ta sinh hoạt ở không gian tầng dưới. Nhưng khuyết điểm của nó là chiều cao. Tức là nó không cao, nếu mà so sánh với những ngôi nhà cao tầng gần đó thì chắc chắn nó không bao giờ bằng rồi. Nó sẽ không nổi bật bằng. Cho nên nếu mà chúng ta đặt một cái mái thái lên đây thì nó sẽ giúp ngôi nhà cao hơn rất nhiều. Phần nào đó sẽ giúp cải thiện được về chiều cao của căn nhà. Thì em thấy đây là cái quyết định rất là hay. Đó là về phần mái của nhà chú Huệ. Tiếp theo em cũng nói qua chút xíu, đó là về phong cách. Thì căn nhà này sẽ xử lý, đó là phong cách tân cổ điển, được thể hiện rất rõ ở hai cái phần mặt tiền cũng như mặt bên căn nhà. Quý vị thấy ngay cái phần sảnh chính chúng tôi sẽ đều đặt là một cái kiến trúc mái vòm ở đây, rất là ấn tượng đúng không nào. Bên cạnh đó quý vị để ý khắp ngôi nhà sẽ có chạy những cái đường phào chỉ màu trắng, những cái đường kẻ chỉ dọc theo ngôi nhà, dọc theo cột ha, dọc theo tường nhà đều có những cái đường phào chỉ này, hay là những khung cửa sổ đều có hết. Đây là đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Ngoài ra thì ngay hai cái thức cột ở ngay phía mặt tiền cũng như mặt bên căn nhà cũng thể hiện được phong cách tân cổ. Đó chính là chúng tôi xử lý ở đây là thức cột Doric, với một cái gọi là cá tính rất là mạnh mẽ, như là một bàn tay của một người đàn ông đang chống đỡ cho ngôi nhà như vậy. Và thức cột Doric thì cũng đã xuất hiện trong rất là nhiều những mẫu nhà của Mắc Hôn, em đã từng giới thiệu đến quý vị rồi. Một đặc trưng nữa của căn nhà mà em thấy cũng khá thích, đó chính là ngôi nhà sẽ xử lý vật liệu khá là đa dạng. Ví dụ là bên dưới chân tường tôi ốp đá bóc nè, ở bên trên sẽ là gạch giả đá nè. Hay là ở phần bên trên nữa, phần gần mái đó quý vị có để ý không, là chúng tôi sẽ ốp gạch Inox. Và gạch Inox còn được xuất hiện thêm ở một vị trí cũng khá đặc biệt của nhà chú Huệ. Đó chính là phần ống khói giả. Nếu mà chúng ta nhìn từ phía mặt bên căn nhà nhìn qua cái góc độ này, ta sẽ phát hiện ra một cái ống khói giả được làm rất là duyên dáng ở trên mái. Và vì sao chúng tôi lại đặt cái ống khói giả ở đây? Thứ nhất, em nghĩ là cơ bản nhất là nó tạo nên một cái sự ấn tượng cho căn nhà. Tức là nếu mà chúng ta không có ống khói giả thì ngôi nhà nó vẫn hoàn hảo mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta đặt thêm vào thì bỗng nhiên căn nhà nó sẽ trở nên duyên dáng hơn rất nhiều. Và nếu mà hỏi về công năng thì thật sự như em phải chia sẻ luôn là ống khói ở Việt Nam của chúng ta thì nó không cần thiết. Bởi vì Việt Nam chúng ta là đất nước mà nhiệt đới ẩm gió mùa mà. Hàng năm, hàng ngày thì đa phần nó đều thời tiết nóng. Cho nên là nếu mà chúng ta đặt ống khói ở trong nhà thì nó cũng không cần thiết. Và bây giờ người ta cũng không có đốt lửa bằng khói đâu quý vị. Cho nên là nó không có nhất thiết là chúng ta phải có ống khói. Nhưng
Mà khi mà kiến trúc sư họ đặt ống khói ở đây thì mục đích chính đó chính là để gây ấn tượng. Và em thấy nó làm được điều đó, khiến cho căn nhà của chú Huệ nhìn bắt mắt hơn rất là nhiều. Còn gạch Inox thì là loại gạch mà em đã trình bày rồi ha, là một trong những loại gạch ốp tường ở bên ngoài hiện tại được ưa chuộng nhất, bởi vì nó có đầy đủ những ưu việt. Ví dụ là độ bền cứng thì nó rất là bền cứng bởi vì được nung ở nhiệt độ 1200 độ C. Rồi nó có ánh kim nữa quý vị, bởi vì công nghệ Sintra Luster. Do đó là khi mà chúng ta xử lý cái Inox cho phần tường bao bên ngoài thì em nghĩ đây là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Và ngoài ra gạch Inox thì nó xuất phát từ Nhật Bản thì quý vị biết rồi ha, luôn đề cao về cái chất lượng. Do đó là cái độ bền của gạch Inox thì cũng sẽ bền hơn rất nhiều so với những cái loại gạch rẻ tiền khác. Và em đã luôn nói đó chính là căn nhà của chúng ta là một cái thành quả chúng ta rất là nhiều năm và là một cái tâm huyết của gia chủ. Cho nên khi mà đầu tư thì em nghĩ là chúng ta nên đầu tư cho xứng đáng, tức là đương nhiên cũng phải hợp với túi tiền của mình, nhưng nếu được thì chúng ta hãy lựa chọn những cái vật liệu thật là chất lượng cho ngôi nhà của mình. Bởi vì không ai muốn là ngôi nhà chỉ đẹp 1-2 năm đầu sau đó xuống cấp, đúng không nào? Cho nên là nếu quý vị lựa chọn ví dụ Inox ở đây thì cái thời hạn sử dụng của mình nó sẽ lâu hơn rất nhiều so với các loại gạch rẻ tiền khác nhé. Đó là về ngoại thất ở bên ngoài của căn nhà của chú Huệ. Còn bây giờ Nhật An sẽ cùng dắt tất cả quý vị chúng ta tiến vào bên trong bằng cách sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà chú Huệ cũng như là hồ sơ điện nước của nhà chú Huệ quý vị nhé. Đầu tiên, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì ở đây công trình nhà ở gia đình, chủ đầu tư là chú Hoàng Minh Huệ, địa điểm Kiến Văn, Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ở bên dưới là người thực hiện là anh Vũ Duy Trung, người kiểm duyệt Trịnh Văn Dương và người phê duyệt chính là anh Lê Duy Tuấn. Với một lục bản vẽ kiến trúc thì ngôi nhà này sẽ có tổng cộng là 40 trang. Cái số lượng trang thì quý vị để ý đa phần những cái nhà vườn á, thì cái số lượng trang sẽ ít hơn những cái nhà cao tầng. Riêng ở đây nhà chú Huệ bởi có thêm cái tầng lửng nữa cho nên là cái số lượng trang thì nó cũng gần sắp xỉ với một cái nhà 2 tầng ha. Và ở đây chúng tôi sẽ có đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nè. Và ngoài ra thì ngày hôm nay bên cạnh những bản vẽ chính, An sẽ review thêm về chi tiết cửa đi và cũng như là mặt bằng sàn của căn nhà của chú Huệ nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng định vị công trình. Với mặt bằng định vị công trình thì chúng ta sẽ thấy được là ngôi nhà so với tổng quan khu đất là như thế nào. Thì quý vị cũng thấy ở đây là khu đất, ranh giới khu đất của nhà chú Huệ nè. Thì khu đất này sẽ có cái hình dạng nó khá là lớn ha. Và ngôi nhà chúng ta sẽ nằm ở ngay trung tâm của khu đất luôn. Còn chúng ta so sánh thì từ phía mặt tiền căn nhà chúng ta đi ra đến phần đường giao thông ở đây là rơi vào tầm khoảng hơn 3 mét. Còn từ phía này ngay vị trí đặt cổng này quý vị thấy không ạ? Thì thông thường chúng ta cứ để ý là cái vị trí đặt cổng ở đâu thì gần như là cái mặt tiền á, ngôi nhà nó sẽ nằm gần đó. Bởi vì thông thường những ngôi nhà mắc hôn thiết kế sẽ có rất là nhiều lối cửa thì nhiều quý vị chúng ta sẽ nhìn nhầm cái hướng mặt tiền. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhìn giúp An là cái vị trí cổng thì cái cửa nào mà nó đặt gần nhất với cái khu vực vị trí cổng đó thì chắc chắn đó là mặt tiền rồi. Chúng ta không phải đắn đo nữa. Tiếp theo về hướng nhà thì so sánh phía mặt tiền này với hoa tiêu có chữ B có phải ở đây sẽ xác định được ngay nhà chú Huệ sẽ nằm ở hướng nam. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà. Với căn nhà của chú Huệ thì chúng ta sẽ có một tầng ở bên dưới và một tầng lửng ở bên trên. Đầu tiên thì em sẽ xác định về kích thước thì ngôi nhà sẽ có chiều dài là 16,93m, chiều rộng là 10,72m. Và diện tích sử dụng của cả tầng dưới và tầng lửng ngang cộng lại được là rơi vào tầm khoảng 150m². Bây giờ sẽ bàn về công năng đi. Thì từ sảnh chính bước vào sẽ bắt gặp khu vực phòng khách, phía sau là khu vực phòng bếp ăn. Tầng 1 sẽ có một khu vực phòng thờ nữa nè quý vị. Và có hai phòng ngủ. Và ngôi nhà sẽ có 3 lối tiếp cận ha. Một lối từ sảnh chính bước vào, một lối sảnh phụ đi ra và một lối cửa hậu phía sau. Và nhiều quý vị có thể sẽ thắc mắc là tại sao tầng 1 ta lại không thấy là khu vực nhà vệ sinh. Thì với những cây nhà vườn như thế này thì rất nhiều gia chủ họ sẽ đặt nhà vệ sinh ở phía bên ngoài của căn nhà quý vị ha. Có thể chúng ta giữ lại cái nhà vệ sinh cũ của căn nhà trước hoặc là chúng ta có thể xây một cái nhà vệ sinh biệt lập ở phía bên ngoài luôn. Thì cái này là lựa chọn của từng gia chủ mà thôi. Có gia chủ họ thích thì họ đặt nhà vệ sinh bên trong, có người là để bên ngoài. Cái điều này sẽ tùy thuộc vào mong muốn của từng gia chủ khác nhau. Thì kiến trúc sư của Mắc Hôm sẽ căn vào đó mà chúng tôi sẽ thiết kế. Tiếp theo chúng ta tiến lên tầng lửng của căn nhà. Thì bước lên cầu thang 25 bậc tương ứng công thức 4N+1 theo phong thủy thì quý vị sẽ bắt gặp ngay một khu vực phòng ngủ số 3 của căn nhà ha.
Ngoài ra sẽ có một cái lối cửa để chúng ta bước ra một cái khoảng cũng khá là rộng ở đây. Đây là cái khoảng thăm mái, bởi vì bên trên sẽ là cái mái thôi và hiện tại thì cũng không có bố trí công năng gì ở khu vực này hết. Thì em nghĩ là sẽ tùy gia chủ sẽ quyết định. Có gia chủ họ sẽ có thể đặt một cái bồn nước đó quý vị. Tức là thay vì chúng ta đặt bồn nước ở bên ngoài trên mái của căn nhà thì nhiều gia chủ họ sẽ dời lại cái bồn nước vào bên trong. Có những gia chủ họ sẽ lại đặt ở đây là những cái nhà kho chẳng hạn. Có gia chủ họ lại tận dụng đây là một cái phòng tập gym. Thì nói chung sẽ tùy theo từng gia chủ khác nhau mà thôi. Bây giờ ta sẽ đọc đến mặt đứng của nhà chú Huệ. Thì em sẽ chọn là mặt đứng trục 51. Thì đây là hướng nhìn từ mặt bên căn nhà nhìn qua. Em chọn cái mặt đứng này bởi vì nhìn vào mặt đứng này thì chúng ta sẽ quan sát thấy được luôn cái tầng lửng. Cho nên em sẽ chọn cái mặt đứng này ha. Đầu tiên về chiều cao thì từ cos 00 lên đến đỉnh mái sẽ là 8,35m. Từ cos 00 là sàn tầng 1 lên đến sàn tầng lửng là 3,9m. Sàn tầng lửng lên đến sàn mái là 2,6m. Ngược lại từ cos 00 xuống ngược lại sân là 75cm, tương ứng với 5 bậc tam cấp, mỗi bậc chia ra là 15cm. Tiếp theo thì bên dưới chúng tôi sẽ ký hiệu, tổng cộng sẽ có 5 cái ô hình chữ nhật tương ứng với các loại vật liệu khác nhau. Và có một cái hình thoi ghi số 1 ký hiệu là màu sơn, đó chính là tường sơn màu MH trắng. Thì ngôi nhà này gần như chỉ xử lý cái màu sơn này và kèm theo cái màu sơn bên trên là màu MH3584B. Và đây đều là hai mã màu sơn của mắt hôn quý vị ha. Các vật liệu còn lại quý vị có thể thấy ví dụ là mái lợp ngói nè, chân cột ốp đá nè, tường ốp gạch inox nè, tường sôi chỉ 20x20 cách đều 280mm. Đó chúng tôi được ký hiệu rất là rõ ràng. Quý vị có thể tra cứu lại cái hình vẽ hoặc là chúng ta xem lại bản vẽ 3D để hiểu rõ hơn. Bây giờ sẽ đọc đến mặt cắt của căn nhà thì em sẽ chọn là mặt cắt AA. Đây cũng tương ứng với cái mặt đứng vừa rồi em vừa trình bày cho quý vị. Với mặt cắt AA thì chúng ta sẽ thấy được là cái sàn tầng lửng chúng tôi sẽ đổ bê tông cốt thép nè, quý vị thấy không ạ? Cho nên nó sẽ tô đậm ha. Và khi chúng ta đổ bê tông cốt thép thì nó sẽ mang đến sự chắc chắn hơn cho người sử dụng. Nhiều gia chủ họ chỉ đổ là cái sàn giả thôi thì cũng được, nói chung là sẽ tùy theo từng gia chủ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chúng ta đổ bê tông cốt thép á, thì nó vẫn chắc chắn hơn, kiên cố hơn cho gia đình của mình. Ngoài ra ta thấy được những cái lối cửa đi, cửa sổ bên trong nhà cũng như một cái lối cầu thang để đi lên tầng trên. Tiếp theo thì như em nói ngay từ đầu, bây giờ em sẽ đọc về chi tiết cửa đi D1 của căn nhà. Thì đây chính là cửa đi 4 cánh mở quay, chất liệu gỗ lim Nam Phi, kính an toàn 8,38mm, kích thước là 2007x2007mm và số lượng chỉ là một bộ mà thôi, bởi đây là cửa chính của căn nhà. Ở đây chúng ta sử dụng pano gỗ lim Nam Phi dày 30mm, tay nắm cửa inox và có những thông số cửa bên dưới, quý vị có thể tra cứu thước lỗ ban online trên website của Mắt Hôn là thiết kế thi công trụ cỏ.com để chúng ta xem là kích thước cửa có phù hợp chưa, có thuộc cục tốt của căn nhà hay không. Và tiếp theo sẽ review đó chính là mặt bằng lát sàn của nhà chú Huệ. Thì sẽ đọc là mặt bằng lát sàn của tầng 1. Thì với căn nhà này thì vì nhà vệ sinh chúng ta không có xử lý ở bên trong căn nhà, chúng ta đặt bên ngoài. Cho nên quý vị thấy là gần như toàn bộ không gian bên trong căn nhà chúng tôi đều xử lý có một loại gạch thôi. Đó là gạch granite chống trơn, phân đá màu trắng kích thước 800x800mm. Và thông thường chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những cái loại gạch mà cái màu sáng. Ví dụ ở đây là gạch granite màu trắng để cho không gian căn nhà chúng ta sẽ cảm giác nó thông thoáng rộng rãi hơn. Tuy là nhà chú Huệ cũng khá là rộng rồi ha, nhưng mà khi mà chúng ta đặt thêm cái loại gạch này thì nó sẽ càng phát huy được tối đa cái công dụng nó hơn nữa. Ngoài ra thì khu vực sảnh chính, sảnh phụ, cầu thang hay là phía sâu căn nhà chúng tôi đều sẽ ốp đá granite màu tối, ký hiệu là những chấm đen, có phải thấy không ạ? Đó là về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà chú Huệ. Và trước khi kết thúc bài review ngày hôm nay, Nhật An sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà chú Huệ. Hẹn sẽ đọc là mặt bằng bố trí ổ cắm Internet của tầng 1. Và đúng với tên gọi của nó thì quý vị thấy là khắp ngôi nhà chúng tôi sẽ ký hiệu những cái vị trí ổ cắm cho từng khu vực cũng như là những cái đường dây Internet khác nhau. Ví dụ là về ổ cắm đi, quý vị thấy trong phòng khách chúng tôi sẽ bố trí những khu vực sẽ là hắc mặn 0,4m. Tức là sao? Tức là ổ cắm này nó sẽ cao cách sàn 0,4m. Trong phòng khách sẽ có một số ổ cắm nè, phòng ngủ nè, phòng bếp nè. Mỗi khu vực chúng tôi đặt thì nó đều sẽ có sự tính toán kiến trúc sư. Ví dụ khu vực đó chúng tôi đặt tủ lạnh, chúng ta đặt tivi, chúng ta đặt một cái đèn ngủ chẳng hạn thì sẽ cần ổ cắm nó cao như thế nào. Chúng ta không thể nào mà cái tivi hay là cái tủ lạnh chúng ta đặt ổ cắm nó cao quá tầm với của mình được. Cho nên sẽ tùy theo là cái vị trí đó chúng ta có yêu cầu gì, kiến trúc sư họ sẽ thiết kế cho phù hợp. Ngoài ra thì về Internet thì khắp ngôi nhà chúng tôi đều chạy những dòng cáp COPVC
kích thước là 1x2.5mm vuông trong ống gen D20. Và khu vực TV quý vị thấy chúng tôi sẽ có bộ phát wifi nè, ổ cắm âm sàn, một rắc mạng, một rắc truyền hình nè, ổ cắm đôi loại âm sàn 250V 20A. Chúng tôi ký hiệu rất rõ trên bản vẽ, quý vị có thể tham khảo nhé. Vậy là Nhật An vừa review xong quý vị về nhà chú Huệ Hà Tĩnh, một căn nhà vườn một tầng kèm theo một tầng lửng rất là đẹp mắt đúng không nào? Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà này và mong muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắt Home qua những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắt Home sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Và cuối cùng, Nhật An xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.